Shopmoviet.vn bán ít điện quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Anh Mobile Việt ơi, xã thủ nào bá nhất mùa 19 thì câu trả lời không ai khác ngoài To Lè. Đi lên. Còn đi rừng anh em có thể slim và cáo siêu thanh nha. Ok, nhưng mà cần biết công thức lên và Mobile Việt sẽ tiếp tục chơi To Lè. Bán tét mông tim bạn dù là Toro thì cũng thành món thịt trâu gác bếp. Lại phải xanh rồi. Những cái kinh nghiệm chơi To Lè thực ra rất là đáng quý, bởi vì đây là vị tướng không phải là dễ chơi, nên là Mô Việt làm nhiều clip To Lè một tí để các bạn biết chơi To Lè và bắn To Lè lợi hại hơn, neo đánh easy hơn nha. Nhưng rất cần những sự ủng hộ của anh em, like clip, comment, ký tự bất kỳ cũng được, để lại dấu vết trên kênh của Mô Việt nha anh em ơi. Đây là khắc tinh của Toro, Tara hay là Tachi, cứ 2 viên đạn tím 1 viên đạn vàng, bắn vừa làm chậm vừa phần trăm máu, rất là đau. Như kiểu những con tướng cho bò thì bắn cũng chạy tụt quần luôn anh em ơi. Khi farm anh em dùng 3 viên đạn xanh, còn khi đánh nhau anh em sẽ dùng 2 tím 1 vàng. Những trường hợp team bạn là những con tướng chạy bộ thì chơi 2 vàng 1 tím, đó là cái sự linh hoạt đổi đạn, các bạn sẽ phát huy chất tướng. Còn combo thì nước châu 2 đánh thường đó. Ở đánh thường gần chết thì bật chiêu cuối lên, nhưng thực ra thì đã lên bảng điểm số mất tiêu rồi. Và khi nào dùng chiêu 2, khi mà dùng chiêu 2 thì ở trong trạng thái là mình phải còn cái nội năng cơ, nghĩa là còn có thể nạp đạn để bắn tiếp. Và đặc biệt là những trường hợp mà gần hết đạn, anh em lướt chiêu 2 xong rất là phí. Đấy là các bạn phải để cái chiêu 1 vô cái trạng thái hồi chiêu, mình lướt chiêu 2 mới có full đạn để bắn nha, như kiểu thế này này anh em ơi. Ui, Toro búp cá ghê. Nào là hồi máu, nào là giáp ảo. Nhưng mà tí nữa thì ghê mình cũng bắn chết nha. Khi farm anh em cứ 3 xanh này, 3 xanh thì farm auto nhanh. Còn tím thì bắn auto đau. Vàng thì bắn auto làm chậm. Có nhiều anh em bảo anh Mobile ơi, chơi To Lè 3 vàng rồi lên đồ full slow đi. Mình làm rồi anh em ơi. Nè, chạy qua đây. Di chuyển hơi một chút chủ quan của Kali hay lần rồi. Toro này. Toro thì chạy thuật quần bắn 3 tím luôn nha. Gặp Toro anh em chuyển 3 tím mà chơi. Lù cái đầu luôn anh em ơi, thực sự Toro cũng lù cái đầu. Nên là việc chuyển đổi đạn linh hoạt trong giao tranh là anh em sẽ chuyển theo kiểu 1 tím 2 vàng, 1 vàng 2 tím và 3 tím để chơi nha. Chứ thực ra 3 vàng thì nó là kiểu chơi trôn thôi. Ui ghê quá. Tí đừng chạy hay là cha đây. Lại gáy rồi. Nghĩa là Toro bảo late game mình cân tắt. Nhưng mà chuyện đó là khó nha, bởi vì bạn có biết đây là To Lè hay không? To Lè khắc tinh luôn nha. Toro này. Cái đạn này mình mới lướt chiêu 2 nha. Anh em thấy chưa? Như vậy thì mình bắn được nhiều phát 3 viên đạn hơn. Tiếp tục là lượm cái mạng của Violet. Toro khiếp mà. Anh em cứ 3 tím như Toro, Tara, Tachi, những con tướng trợ thủ rất là hot ở đánh cao hiện tại. Sợ bắn khiếp luôn. Cây, người cây hay là Arduin các kiểu ấy. Nói chung là khắc tinh của tanker, những con tướng bắn phần trăm máu như kiểu John và To Lè đều lướt game bắn rất sướng. Mà đặc biệt bây giờ mình đang khỏe này thì làm gì có cửa bật nữa đây. Ui hết đạn rồi anh em ơi. Vừa này mình lướt chiêu 2 hơi sớm rồi, nghiêm cấm cái tình trạng đó nha. Khi mà gần hết đạn rồi đừng vội lướt chiêu 2. Lướt chiêu 2 như vậy phí chiêu cực kỳ luôn anh em ơi. Thì cái phát mà anh em kiểu đạn mà nó chuyển về nội tại màu đen ý, anh em nên là bắn thường vào không khí một phát nha, để có thể vô cái trạng thái hồi chiêu 1 thì mình mới có nhiều đạn mình bắn tiếp, rồi mình có thể là lướt cái chiêu 2 để hồi hết đạn anh em ơi. Những cái này thì có lẽ anh em chơi To Lè quen thì đều biết rồi, nhưng mà nhiều anh em chơi thì cũng không để ý, nên là Mô Việt chia sẻ để các bạn chú ý hơn khi mà chơi To Lè.
Con này thì combo dễ rồi, lướt chiêu 2 đánh thường bật chiêu cuối thôi. Nhiều khi là lướt chiêu 2 đánh thường bật chiêu cuối để cấu diệt. Bởi vì chiêu cuối hồi nhanh mà cái phạm vi chiêu nó rất là rộng. Đây là dùng để cấu diệt cũng khá là ok đấy anh em ơi. Mà trận này mình đang xanh nên mình có quyền mà lấy trộm mít này. Và di chuyển rất là tinh tế. Sau đó thì có thể lên trên hỗ trợ team. Đây là anh em ơi. Tí mạng trận đấu này là Big hơi trôn là hai con tướng pháp sư, một con đi top, một con đi mid. Như này thì Chrissy anh em ơi. Nó lên chắc là 3 rồi, đánh thường là lên bản đánh số thôi. 1, 2, 3 này. Tầm mình có tầm 3 đồ là 3 đến 4 đồ công ý. Thì 3 viên chắc chắn là một pháp sư AD lên bản đánh số nha. Nên game này nó sẽ rất là dễ khi mình đã 9-0 ở phút thứ 6 này. 6-0 ở phút thứ 9 đã ghê rồi, như đây 9-0 ở phút thứ 6 mà 9-0-0 luôn nha. Trời, ăn gọi là ăn tất ăn tuốt luôn. Thôi, các team bạn lấy cái trụ đó thì mình lại giúp team lấy cái trụ này thôi. Lại còn thêm hai mạng của mid và top nữa chứ. Thực ra con thoa này này mùa 19 mình cũng đã làm clip rồi, nhưng đây là tướng khỏe và tướng nhiều anh em cần tham khảo để rank. Đây là làm tiếp. Rất nhiều công sức bỏ ra cũng muốn anh em xem clip và ủng hộ mình nào anh em ơi. Nhiều anh em, ô đây đây đây, mình lỗi này. Quả này mình lỗi anh em ơi, quả đấy là lỗi nha. Chưa bắn hết viên đạn cuối cùng. Nghĩa là vẫn chưa vào trạng thái hồi chiêu của chiêu 1, mình đã lướt chiêu 2. Khi lướt chiêu 2 xong, lỗi như này thì những viên đạn tiếp theo mình bắn không có cường hóa. Và không có cường hóa thì nó sẽ rất là yếu, như kiểu bắn thường thôi anh em ơi. Ui, đòi chạy em sao được, tầm này mình khỏe lắm bạn ơi. Ôi, mình xanh nhất bản đồ luôn, 18 mạng của team trong phút thứ 7, mình được 11 mạng rồi. Galaxy 1, 2, 3 viên này, có xuyên giáp bắn còn đau hơn. Hôm nay thì mình sử dụng cái phong cách gươm sớm xét và cảm thấy gươm sớm xét vẫn rất là khỏe cho thò lẻ. Lướt và bắn 3 tím thì bạn chạy sao? Nhớ nha, Tanker thì anh em cứ xài nhiều tím một tí. Còn những con tướng khác thì 2 tím là đủ rồi. Còn những tướng chạy bộ thì anh em sẽ xài là phong cách 2 vàng một tím. Đó, nhớ chuyển đổi những trường hợp khác nhau nha. Đối địch bị khống chế rồi thì chơi 3 tím luôn. Cái này thì anh em lên giày hồi chiêu thì cái công vật lý rất là cao. Đấy. Cái đồ này, con này nó hồi chiêu rồi nó vừa có hồi chiêu cao, vừa có công vật lý cao. Rất là ok nha. Anh em nếu mà team bạn trâu quá thì anh em có thể kiếm Muramasa. Đấy, bắn rất là đau. Team bạn trận này có một con Toro mình xài 3 tím xử lý thôi. Bắn mấy bạn kia để mình thực hiện cái highlight, mình bắn 3 viên vào mạng. Rất là phê. Hiện tại là 12-0 anh em ơi. Nói chung là mình bắn 3 viên vào đạn rất là dễ. Có khi là mình sẽ đạt được 2 viên vào đạn, biết đâu bất ngờ đúng không? Ok, mạng thứ 13. Ở cái sát đồ cung tà ma ấy thì anh em có thể lên luôn cái lanh. Và khi lanh thì nó bắn 2 hit hay 3 hit của mạng thì nó là chuyện có thể rất là dễ. Ui, con này mình sai rồi. Con này mình sai rồi, sai quá sai luôn. Ok, đấy, mặc dù AD rất là xanh nhưng mà hộp báo cao trồn thì vẫn chết như thường thôi anh em ơi. Đó là chuyện quá bình thường nha. Thôi có khi mình lên cung tà ma tôi an toàn hơn. Chứ lên anh thì nếu mà có cung gà ma vào đấy là có khi mình cân được đấy. Trận này con đi team bạn phế rồi, ba con sát thương phép mà diêu cũng yếu rồi. 267 này thôi chơi thì nữa, GG lúc cái đặt chữ chơi thêm càng ăn hành thêm. Càng cho mình thử đạn thêm, thử đam của đạn thêm. Con tiếng tiếp theo vô Việt sẽ là comment của anh em, mình sẽ tham khảo comment của anh em. Anh em yêu cầu tướng nào nhờ mình sẽ làm trước nha. Con Oma thì dự kiến mình sẽ làm sớm, bởi vì anh em yêu cầu nhiều con đó thì mình sẽ làm thôi. Ôi, diêu, đúng rồi, chiêu cuối là ta đi, đừng có chiêu cuối mình. Đó, để mình bắn cho nó hợp lý hơn. Chứ diêu nhảy vô mình chơi AD là auto bị chết đấy các bạn ơi.
con này có cái lợi nữa, đó là khi mà các bạn tiêu diệt hỗ trợ tiêu diệt được hồi siêu 2 luôn, nên là trong giao tranh em nếu mà giết được thú địch ý, em có thể lướt siêu 2 liên tục luôn ý, rất là phê. 1 2 3, trời, phun cái máu nha. Ở đây là lú cái đầu hết. Toro thì mình chuyển 3 tín cho bạn đây. Toro và tí đừng chạy nha. Ôi dìu ghê phết anh em ơi, không đùa dìu đâu. Có thể tránh ra siêu ra, của đấy mình hơi vào báo rồi. Nhưng mà thực ra để khắc chế dìu thì khi mà đồng đội ulti thì các bạn có thể đứng sát đồng đội, đứng sát nó kiểu là một sát xa một tí nhá, không phải đứng sát quá nha, để có thể chia sẻ đam thì dìu dễ không giết được đồng đội của mình. 1 2, ui hết đạn anh em ơi, 15 mạng rồi. Thôi có lẽ thì chấm dứt để bớt đau khổ thôi. Ok, video clip mùa Việt trời thoa lè đến hết rồi. Xin chào anh em và hẹn bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.